Dạo này lên trên YouTube thấy chán quá, mấy bạn coi video gì đâu mà không chịu gọi là like ủng hộ cho mình gì hết. Video gì đâu mà có lèo tèo 2-3 ngàn like à, chẳng có cái video nào lên được nè 5 ngàn, 6 ngàn như như lần trước nữa, buồn hết sức luôn á. Thôi để coi coi mấy bạn comment gì nè. Ôi, có nhiều bạn bảo mình làm lại trường học ma quái quá đi nè. Ôi, nhưng mà trường học ma quái riết rồi mình chẳng biết làm gì cả. Ôi đúng rồi, quên, mình đang ở trong cái map trường học ma quái này. quên. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với trường học ma quái. Yeah. Ok, anh em thấy hôm nay skin của mình nhìn lạ không? Thì anh em có đoán được là hôm nay mình đã biến thành nhân vật nào chưa? Thì thật ra thì sáng nay lúc mình vô trong map á, thì mình đã thấy skin của mình đã bị đổi rồi, thì mình mới phát hiện ra. Và sau như thời gian mình lên trên mạng mình tìm hiểu, thì đây chính là nhân vật Ben 10 đó. Trời ơi, đây chính là một nhân vật mà có được một cái đồng hồ có thể là sử dụng để có thể biến hình được luôn á, rất là đẳng cấp luôn, y như siêu nhân luôn á anh em. Thì như anh em thấy ở đây nè, đó, anh thấy gì không? Đây chính là cái đồng hồ của mình nè. Thì hồi sáng nay mình mới phát hiện ra nó nằm trên đây nè. Đó, để mình đặt lại cái bức tranh rồi. Ok rồi, mình sẽ cho anh em xem nha. Đó, mình đang đeo cái đồng hồ trên nách. À, không nhầm, đeo đồng hồ trên tay. Lộn. Tại vì mình thấy nó đeo nó khá là cao cho nên mình nói là trên nách luôn. Ừ đúng rồi, nó đang đeo trên nách chứ phải đeo trên tay. Trời ơi, nó cao gì đâu, đeo cái đồng hồ đâu mà nó rộng ghê luôn á. Kéo lên tới nách được luôn. Rồi. À, nhưng mà nói chung đây cũng chính là cái đồng hồ của mình. Thì bây giờ mình sẽ thử mình đi ra ngoài và biến hình cho anh em xem nha. Ok, để mình tìm đường đi ra ngoài cái đã. Ờ quên cửa đây nè, cần gì tìm đường. Ok, đóng cửa lại cái nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ biến hình cho anh em xem thử nha. Mình sẽ biến hình một cái nhân vật nào đó trước đi. Để xem coi bây giờ mình tìm đại, mình bấm đại nha. Tít tít tít. Ok rồi, chuẩn bị nè. Hey, biến hình. Đây đó, bạn thấy chưa? Bây giờ mình đã biến hình rồi đây. Anh em thấy cái nhân vật này là nhân vật nhìn lạ không? Nhìn quen không? Trời ơi, mình nghĩ là sẽ rất là quen luôn. Những bạn nào thường xuyên coi Ben 10 sẽ nhận ra được ngay đây là nhân vật nào rồi đúng không? Đó. Thì xin giới thiệu anh em, đây chính là người lửa. Còn tên tiếng Anh của nó là gì thì mình không biết nữa, tại vì mình chưa có coi Ben 10 nhiều, mình rất là ít coi luôn. Đó, thế mình không biết nhân vật là tên gì hết, mình chỉ biết nó là người lửa thôi. Thì không biết nó có bắn ra lửa được không ta, để mình thử nha. À, để mình coi coi. Ê! Chu! Nhà tôi. Ôi trời, chơi ngu rồi, rồi xong lủng nguyên cái lỗi đây luôn. Trời ơi, cháy nhà luôn rồi. Trời ơi, chơi ngu. Mày quá. Mình phải đi ra ngoài test mới được, chứ không có được test trong nhà không là cháy nhà chết luôn á. Ok, lại nè. Ôi! Cha! Ôi cháy lửa luôn kìa anh em, ghê chưa? Trời ơi, đúng là nhân vật này là nhân vật người lửa cho nên là quăng lửa được luôn. Anh em thấy không? Trời, bây giờ mình đốt luôn cả cái gì ta, cái thành phố này luôn cũng được nữa. Đúng là người lửa, nhưng mà mình là người tốt mà, mình không có làm chuyện ác đâu. Hả? Mình bởi vì là mình là người tốt mình sẽ không làm chuyện ác. Bây giờ mình sẽ đi học nha. Anh em ơi. Mình đang nghĩ đến một chuyện. Mặc dù là mình tốt thiệt á, nhưng mà hôm nay mình hơi lười học. Mình chắc là có lẽ mình sẽ thực hiện ước mơ của hàng ngàn học sinh trên thế giới này, đó chính là đốt trường. Thôi bỏ dẹp. Mình dù sao mình vẫn phải đi học để có thể có được kiến thức đúng không anh em? Trời ơi, chứ lẽ mình đi mình đốt trường? Trời, mình giỡn thôi. Ok. Ủa sao mọi người đi đâu hết rồi? Ủa hôm nay mọi người không đi học hả ta? Quên. Thì không biết là ở ngoài đời như thế nào, còn ở trong mini world thì hôm nay chính là chủ nhật. Quên mất hôm nay có đi học đâu mà. Hợi quên. Ủa mà bên kia người ta đang làm gì ta? Để mình đi qua mình xem coi. Ồ, hình như là ở đây người ta đang tổ chức một cái tiệc gì đó hay sao anh em ơi. Ui, ở đây còn có nguyên con heo quay luôn à. Trời ơi, có bộ lần này chơi lớn nha, có cả heo quay luôn nè. Ủa, cái bạn kia. Ủa gì vậy? Ủa tôi có làm gì đâu. Hả? Heo cái gì mà nhìn như người biến dị vậy? Ê, đi chỗ khác đi, cái này ông tính cướp con heo của tôi đúng không? Bạn là ai, bạn từ đâu đến? Ủa cái gì đâu? Tôi kêu quá hả? Tôi kêu bạn của tôi, ông bạn tôi nhiều sức mạnh lắm, mấy bạn vừa đánh ông không trượt phát nào luôn á. Ủa, mà Timmy mà có bị điên không vậy? Tôi là Phong Cận nè. Hả? Tôi Phong Cận nè. Ừ, cái thằng xấu xí mà cầm cái này là Phong Cận hả? Xấu không mà tin gì tôi trời cái này là mày chết không hả? Hả? Kỳ quá à. Ờ đúng rồi, tôi đang nướng heo quay mà nó tự nhiên nó tắt, nó bế mất tiêu rồi. Ủa mà sao tự nhiên bà lại vô trong trường mà nướng heo quay là sao? Bà không sợ bị bảo vệ đuổi ra khỏi trường hả? Không, tại vì tôi tính đốt trường á. Cái gì? Không. Tại tôi vô đây cho nó thoáng mát nè, khu vực này rộng rãi sạch sẽ thơm tho. À trời, tính vô đây để nướng con heo ăn cái gì đúng không? Đúng rồi, với lại là
ăn một mình không cho ông dịch biết. Trời ơi, hết của tôi sao? Trời ơi, tham ăn ông nguyên con heo đem ra ngoài sân trường ngồi ăn, mình không đem về nhà cho tôi với dịch ăn chung. Trời ơi, tham ăn thiệt chứ. Thôi bà nướng heo ăn đi, tôi đi đây. Không, cho tôi mượn cái hộp quạt đi. Hộp quạt gì? Tôi làm gì có hộp quạt? Cái bật lửa đó, đốt vô đây nè. Ủa bà mượn hộp quạt làm gì mà tính đốt trường thiệt hả? Không, nướng heo quay đã nói là đang nướng mà bị tắt bếp mất tiêu rồi, giờ không có hộp quạt để bật lại nè. Tôi làm gì có hộp quạt, trời ơi, trong người tôi làm gì giữ hộp quạt. À, quên. Ôi, bà không biết không, hôm nay tôi đã biến thành một nhân vật này có thể tạo ra lửa luôn đó. Bà nhìn tôi nè, thấy không, nhìn tôi cái người tôi nhìn giống dung nham không? Này là lửa đó hả? Đúng rồi, coi nè, nhìn nè. Ui, chuẩn bị tạo ra lửa nè. Xa. Ôi, chị to quá. Ui. À nè, chị cần nhiêu đây thôi, chỉ cần ít vậy thôi là được rồi nè, được rồi, phải không? Ok thôi, tôi đi nha. Bà nướng heo ăn ngon miệng nha. Trời ơi, nướng con heo nhìn ngon quá. Ủa trời, sao mà cái sân trường mình hôm nay cái gì đâu mà nhìn nó bừa bộn, nhìn nó cỏ không vậy? Bộ ông bảo vệ trong trường nè, ông đi đâu mất tiêu à? Ông không chịu mà ông chăm chỉ, ông đi ông gọi là sao ta, ông cắt cỏ trong trường hả? Gì đâu, cái chỗ này, cái chỗ ra đi ra sân bóng chơi mà cái gì đâu mà cỏ không vậy? Thôi được rồi, thôi lần này coi như là mình làm việc tốt vậy, mình sẽ giúp ông bảo vệ dọn luôn cái đống cỏ này. Dọn cách nào thì tất nhiên rồi, mình sẽ dùng sức mạnh lửa của mình. Hôi xa. Ủa trời, đây mình hy vọng là nó sẽ cháy hết. Cháy nè, cháy lên đi ngọn lửa cao nguyên. Cháy lên đi. Ok, cháy lên nào, cháy lên, hãy đốt hết đống cỏ này đi để cho một cái sân trường thật là sạch sẽ nè. Sạch sẽ luôn, sạch ơi là sạch luôn nghe. Sạch ơi là sạch luôn. À, đốt lên đi. Wow, trời ơi, nó cháy lớn hơn không? Trời ơi, kiểu này chắc cháy trường luôn á. Ôi, nó cháy lớn không kìa. Trời ơi, cháy lên đi cho hết sạch cỏ luôn nha. Đốt nè. À. One hour later. Hi, hôm nay mình đã làm được một việc tốt rồi anh em ơi. Trời ơi, không nhầm, hai việc tốt luôn. Giúp team middle với lại là giúp cho ngôi trường này dọn dẹp cỏ. Trời ơi, mình hôm nay mình làm đúng nhiều việc tốt luôn anh em. Thôi, mình về nhà thôi. Lười lười. Thằng nào lướt khói tùm lum quá đây vậy? Thằng nào có chạy vậy? Mà bạn ơi, cho mình xin lỗi. Tại mình đang đốt cỏ. À, con ngựa bắt ngu. Ủa, biết mình hả? Trời ơi, fan mình nữa biết nè. Fan cái gì? Ta là Phong Cận đây. Lại là mày. Cận đuôi. Gì? Phong Cận chứ không phải là Phong đuôi nha. Ủa phong mà đuôi. Ủa trời ơi, hôm nay mày lại vào trong trường học để mày làm gì nữa đúng không? Mày tính ăn trộm ăn cắp hay mày tính phá gì nữa đúng không? À, hôm nay tao vào trong trường để tao tập thể dục thể thao thôi, cái gì đâu phá gì bèo. Ơi, mày đừng có xạo. Mày vô trong trường là mày chỉ có là phá hoại hoặc là tính ăn trộm ăn cắp gì thôi, mày nói thiệt đi. Đâu rồi, tao ăn trộm đâu, tao lượm mấy trái banh về tao bán thôi. Cái gì? Lượm mấy trái banh về bán hả? Mày có bị điên không? Mấy trái banh này là mấy trái banh của trường học mà tự nhiên mày mang về bán là sao? Rõ ràng, đây là gì? Trường học là gì? Là nơi công cộng đúng không? Nơi công cộng là của chung. Giờ tao thấy trái banh trước thì nó là của tao. Gì? Mày thấy cái gì là cái đó là của mày luôn hả? Mày dạy luôn hả? À đúng rồi. Nếu mà mày chơi là không phải của tao thì mày kiếm đâu? Đâu ai xử? Ai? Thì sáng tao đứng đây có thấy ai đâu? Chỗ này của tao hết. Trời ơi, bậy nha. Mấy trái banh này là của thầy hiệu trưởng nha, không phải của mày nha. Mày ngon, mày đụng nó một trái banh nào đi. Mày biết tay tao mày tin không? Ở đây thì sáng tao đụng hết tất cả trái banh hả? À, mày ghen, mày dám chọc giận tao hả? Hãy xem đi. Chà! Mày hả? Nè. Chết đi. Trời ơi, rồi chết luôn anh em ơi, con ngựa mặt ngu chết rồi. Ok, để mình dập lửa cái đã. Ủa thôi, nó cháy trường luôn đó. Đấy. Quay, ngựa mặt ngu. Tỉnh dậy mày. Ghê ta, giờ này Phong Đuôi TV có skill ném lửa ta. Phong Cận TV chứ không phải là Phong Đuôi TV. Mày đọc sai tên tao hoài mày. Mày coi thường tao, mày tao chỉ giả vờ chết rồi mày là chủ quan thôi, coi thường tao mày. Rồi sao? Sức mạnh của tao sau một thời gian tập luyện này. Trời, cái gì vậy? Ôi, con ngựa mặt ngu nó biến lớn quá anh em ơi. Trời, nó bự dễ sợ luôn. Trời, không ngờ đây chính là sức mạnh của con ngựa mặt ngu. Ok, rồi được. Sức mạnh thì sao chứ? Mày cũng sẽ chịu thua lửa của tao thôi, hãy đỡ đây. Đỡ nè. Ôi, trời, nó dí mình. Ôi, con ngựa mặt ngu. À,
mày dí tao hả? Mày dí tao hả? Con ngu này, mày dám dí tao luôn hả? Chạy. Mình nói vậy thôi chứ mình cũng sợ nó muốn chết. Ui leo này. Ui, liêu làm gì được tao không? Liêu ngựa mặt ngu. Ui, mình đánh nó không được, chạy. Ui, liêu ngựa mặt ngu. À, tay. Ây da, trời đánh mình trời. Còn có 30 máu à. Trời, chạy. Con ngựa mặt ngu này. Đỡ nè. Ui, con ngựa mặt ngu hình như nó không bị cháy anh em ơi. Con ngựa mặt ngu nó không bị cháy. Nó biến bự khổng lồ cho nên nó không bị cháy. Ui, leo này à. Mình leo này, con ngựa mặt ngu nó không làm gì được mình nữa đâu. Con ngựa mặt ngu này, mày dám đi mày. Tránh xa tao ra. Con ngựa mặt ngu này nó dữ quá. Nhảy lên này. Ui, nhảy không kịp rồi, qua đây. Nhảy lại. Nhảy lên đây nè. Ok rồi, mình lên đây được rồi. Lên đây rồi. Chạy. Ôi, con ngựa mặt ngu. Mày vô trong trường mày phá vậy mày còn quýnh tao nữa hả? Con ngựa mặt ngu này. À, bây giờ anh em ơi mình nghĩ rồi. Con ngựa mặt ngu nó biến to vậy á, mình không thể nào mà mình dùng lửa nhỏ để mình giết nó được. Mình phải tạo ra một cái lửa gì đó thật là lớn luôn cho nó bị cháy. Ok đúng rồi. Mình sẽ tạo một cái dòng lửa thật là bự ở đây. Ok, chuẩn bị chết đi con ngựa mặt ngu này. Ơi, lửa nè, tạo ra lửa nè. Tạo ra lửa nè. Ok, con ngựa mặt ngu nè. Ngựa mặt ngu, không bị cháy hả? Chui vô đi, xịt lại gần nóng lửa đi con ngựa mặt ngu này. Xịt lại gần nóng lửa. Con ngựa mặt ngu, lại gần nóng lửa đi. Ô, con ngựa mặt ngu bị cháy anh em ơi, nó bị cháy rồi nè. Ui, nó bị cháy rồi. Ngựa mặt ngu nè. Ui. Ôi, con ngựa mặt ngu nó chết rồi anh em ơi. Yes! Trời ơi, con ngựa mặt ngu nó chết rồi. Ôi trời, con ngựa mặt ngu nó chết, nó còn để lại được 3 khối kim cương nè. Ôi, tính ra con ngựa mặt ngu nãy giàu dữ ta, kim cương kim người nó quá trời luôn. Ồ, thôi anh em ơi, may quá, may mà mình thông minh, mình tạo ra một cái đống lửa thật là lớn, thế là con ngựa mặt ngu nó không chịu nổi mà nó chết luôn. Ôi, mừng hết sức. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Kairon TV nè, Mèo Simmy và Sammy Đào Khang Dừa nữa nha. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Giờ mình đứng đây mình chọi lửa mình chơi. Bye bye mấy bạn nha. Mình đi chơi đây, mình đốt trường đây. Bye bye mọi người. Yêu anh em vẫy nồi.